Sếp Mơ, tôi đi trước đây. Đứng lại. Em không nghe điện thoại, không trả lời WeChat, gõ cửa không mở. Nếu không phải em vẫn chưa tự chức thì anh biết đi đâu tìm em đây? Có chuyện gì sao? Không có gì. Vậy tôi đi đây. Có chuyện. Anh xin lỗi. Anh không nên thăm dò em hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc anh muốn sao? Anh đến đón em Tăng làm về. Thực sự không cần đâu. Ở bên anh không an toàn. Ở bên anh rất an toàn. Anh nghĩ kỹ rồi. Anh biết em không phải Ninh Vô Hỏi. Thực ra anh cũng hy vọng em không phải cô ấy. Chiếc xe này chính là gã X đó tặng em sao? Anh ta vừa tặng xe, vừa tặng ô cho em. Rốt cuộc anh ta có ý gì? Chắc là anh ta muốn theo đuổi tôi đấy. Chiếc xe này anh cũng có thể tặng em. Bây giờ anh sẽ lái xe đi mua cho em luôn. Sếp Tư, anh đang ghen à? Phải, anh ghen đấy. Có xe kìa. Từ từ thôi, lái chậm thôi. Phanh xe không ăn. Mở Vân Ca, cẩn thận. Tư Kình Gia, anh cũng cẩn thận. Alo, cậu chủ. Trần Qua, tôi và Vân Ca bị tai nạn rồi. Hai người bị tai nạn sao? Người có sao không? Không sao, bị thương nhẹ thôi. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến xử lý ngay. Đại lộ Giang Tân. Không phải chứ. Cậu chủ của tôi, yêu đương lúc nào cũng khó khăn như vậy đấy. Phanh xe sẽ không đột nhiên không ăn như vậy. Nhất định có người giở trò. Anh sẽ điều tra rõ ràng. Sau này anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Anh phải bảo vệ sự an toàn cho em. Em đừng tùy tiện rời khỏi tầm mắt của anh. Vậy anh cũng không thể vì bảo vệ tôi mà đến tính mạng của bản thân cũng không cần. Bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ là không thể để em bị thương. Mở Vân Ca, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé. Tư Kình Gia, anh nghiêm túc đấy à? Tôi không phải Ninh Vô Hỏi đâu đấy. Tất nhiên là anh nghiêm túc rồi. Anh thích Mẫu Vân Ca. Sau này anh sẽ coi Tinh Tinh và Bảo Bối như con của mình, con của chúng ta. Em đi chậm thôi. Có chuyện gì vậy? Con cưng của mẹ, con lại đâm vào đâu à? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm chuyện gì cũng đừng liều lĩnh như vậy. Để mẹ xem mặt con xem nào. Cục cưng của mẹ, cái mặt này bị đâm vào đâu? Bên này có không? Bỏ tay ra đi mẹ, con thực sự không sao. Nếu mẹ còn lạc qua lạc lại thì con xảy ra chuyện thật đấy. Con nhìn xem, vết thương to lắm đây này. Không sao đâu mẹ.
Mẹ, cháu có bị gì nghiêm trọng không? Cháu không sao ạ. Mẹ, không sao đâu. Qua đây mẹ ngồi xuống đi. Hai đứa đã đi khám cẩn thận chưa? Bị đâm ra nông nổi này rồi. Khám rồi ạ? Đương nhiên là khám rồi chứ. Vân ca đúng không? Cháu ngồi xuống đi. Vâng ạ, cháu ngồi. Thực ra, đàn ông con trai bị thương một chút vì chăm sóc bạn gái cũng là điều nên làm, đúng không? Nhưng quan trọng là tình hình của hai đứa hiện giờ thế nào rồi. Cảm ơn cô đã quan tâm. Hai bọn cháu vẫn đang tiến triển. Đến bây giờ con vẫn chưa xong chuyện à? Làm cái gì thế? Sắp rồi mẹ, giờ là bạn gái rồi. Bà ơi, hai cục cưng của bà. Bà ơi, bà nhớ hai đứa chết đi được. Tốt quá rồi. Con nhớ bà không? Không phải chứ, Tinh Tinh, Bảo Bối, mọi người biết nhau à? Đâu phải chỉ quen biết, cô và hai đứa là bạn tốt rồi. Bà ơi, được lắm Tinh Tinh, bây giờ đã có bí mật giấu mẹ rồi phải không? Vân ca, cái này gọi là gì? Cái này gọi là duyên phận, đúng không nào? Vâng ạ. Dạ dạ này, hôm nay ở trước mặt mẹ và Vân ca, con nói cho mẹ biết, con có nghiêm túc không? Tất nhiên là nghiêm túc rồi ạ. Nếu đã nghiêm túc rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Sớm kết hôn đi, nếu không thì cẩn thận mẹ xử lý con đấy. Vân ca, cháu ngồi đi. Đưa bọn trẻ đi mua sắm đi mẹ. Hai đứa nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi cháu khỏi hẳn, cô sẽ dẫn cháu đi mua sắm được không? Vâng, được ạ. Cháu cảm ơn cô. Hai cục cưng của bà, đi thôi. Để mẹ và chú nói chuyện, bà đưa hai đứa ra ngoài chơi, từ từ thôi. Bà không theo kịp, từ từ thôi. Từ từ thôi. Mẹ anh đấy. Em nhìn cũng biết rồi. Mẹ anh đối xử với em tốt như vậy đấy. Cậu chủ, việc phanh xe không ăn là do người làm. Tôi đã điều tra camera giám sát ở bãi đổ xe, đoạn ghi hình bị ai đó xóa rồi. Trần Qua, nếu cậu có việc gì thì có thể báo mộng cho tôi. Nhưng mà cậu chứ. Ra ngoài. Chuyện này không. Ra ngoài. Vâng. Không có việc gì đâu. Vậy em đi xem tụi nhỏ trước đây. Đi đi. Cậu còn mặt mũi gặp tôi sao? Hôm nay tôi bảo cậu đến là có chuyện muốn nói với cậu. Thứ nhất, rời khỏi công ty MK. Thứ hai, nhậm chức ở chi nhánh nước ngoài của công ty. Cậu làm vậy là đang đuổi tôi đi sao? Tại sao? Cậu còn có mặt mũi hỏi tại sao hả? Chuyện phanh xe của mẫu Vân ca không ăn là cậu làm đúng không? Nếu hôm nay không phải tôi đi xe, cô ấy suýt chút nữa đã bị cậu hại chết rồi. Tôi xin lỗi Kình Dạ, tôi không biết cậu sẽ lái xe của cô ta. May mà cậu không sao. Tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học để cô ta rời xa cậu thôi. Cậu bị điên rồi đúng không? Cút đi. Tôi sai rồi. Ngũ kim chính là vòng cổ vàng, khuyên tay vàng, nhẫn vàng, vòng tay vàng và lạc tay vàng.
Con dâu của tôi xinh đẹp như vậy, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ cho nó. Cô ơi, nhịp độ này có phải nhanh quá rồi không? Không nhanh đâu. Năm xưa lúc cô đi lấy chồng, Ngũ Kim vừa đến là rước dâu về nhà chồng ngay. Như vậy có hơi phô trương không ạ? Phần ca của chúng ta thật xinh đẹp, cô mua thêm cho cháu ít nữa nhé. Còn mua nữa à? Mua chứ, tất nhiên phải mua rồi. Phải mua thật nhiều ấy chứ. Bà chủ mời bà đi lễ này. Ngọc Như Ý đó được đấy. Như Ý, Như Ý muốn của tôi mua. Vâng. Con ngựa đó cũng đẹp, mã đáo thành công, lập tức thành hôn. Gói hết lại đi. Vâng, đã thật. Cô nói cho cháu nghe, cái gì là thật? Thật chính là những thứ cầm lấy trong tay. Cầm lấy trong tay, ở bên cạnh chúng ta, cái đó mới gọi là thật. Phụ nữ phải cầm những thứ thật. Cháu ở bên con trai cô, chắc chắn có thể cầm lấy vàng bạc thật sự, có cô làm chủ mà. Số liệu tháng này của MK tôi đưa anh hết rồi đấy. Tài sản trong tài khoản của công ty chia đốt chuyển ra nước ngoài. Chuyện anh giao phó tôi đã làm ổn thỏa hết rồi. Tôi cảnh cáo cô, Mở Vân Ca là cô gái của tôi. Nếu cô còn dám động đến cô ấy thì người tiếp theo phải chết chính là cô đấy. Cút đi. Vân Ca, em đang ở đâu vậy? Sao vậy? Anh hơi khó chịu. Em đến thăm anh được không? Đúng lúc em đi ngang qua cửa nhà anh. Đợi em đến nhé. Tốt quá rồi, vậy anh ở nhà đợi em. Sao vậy? Vân Ca, bây giờ người anh mềm nhũn, tim anh rất đau, mắt không mở nổi. Bây giờ phải làm sao đây? Để em xem nào. Chỗ này khó chịu hả? Chỗ nào? Đùi này sao? Bên trên chỗ này này. Chỗ này. Vậy anh muốn sao? Anh muốn cái đó. Cái nào? Cái đó hôm đó ấy. Cái nào hôm đó? Cho anh cái đó.
nhắm mắt lại. Đừng diễn nữa. Vết thương của em còn chưa khỏi. Vừa rồi bác sĩ nói chúng ta không có gì nghiêm trọng. Mở Vân ca, anh nghiêm túc đấy. Chúng ta đã gặp người lớn rồi mà. Cô rất tốt bụng. Anh cũng rất tốt với em mà. Hơn nữa chúng ta có con rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với con em chứ. Bao giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn đây? Đừng nhanh quá như vậy. Nóng vội không làm được việc lớn. Anh phải nỗ lực hơn mới được. Xem ra anh bắt buộc phải cố gắng rồi.